Mình là bất động sản Tấn Bửu Củ Chi đây. Nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái lô đất ha, nằm ngay trung tâm Ủy ban dân xã Thái Mỹ các bạn ha. Đây, đây là trung tâm Ủy ban dân xã nè. Mình sẽ rẽ trái đi ngược ra quốc lộ 22 các bạn ha. Đây, Ủy ban dân xã, còn hướng này là mình đi qua Long An nha các bạn, đi ra Long An. Còn hướng này là mình đi ngược ra quốc lộ 22 nè các bạn ha. À, thì từ vị trí từ Ủy ban dân xã mình chạy ra khoảng chừng 5 60 m, trong 100 m là tới cái đường nhựa 696 phía bên tay phải nha các bạn. Đây, đây là trường học cấp 1 nè các bạn, đây. Trường tiểu học Thái Mỹ nè các bạn ha. Đây, dân cư tập trung rất là đông nha các bạn nha, đông lắm. View này biệt thự không. Đây, chúng ta rẽ vào cái đường 696 nha các bạn. Đường nhựa luôn, mặt tiền nhựa các bạn ha, lộ giới 12 mét luôn. Chúng ta rẽ vào. Đẹp không? Đây, bên phải chúng ta là cái biệt thự, và chúng ta cặp sát cái biệt thự này chúng ta rẽ nha. Đây, biệt thự. Đây, cặp sát biệt thự. Biệt thự rất đẹp. Miếng đất của mình rẽ qua cái tới liền nha, miếng đất của mình nằm đây, nằm trên mặt tiền đường Trần Thị Ngon nha các bạn nha. Mặt tiền đường Trần Thị Ngon. Đây, bên đây là cái biệt thự nè. Rồi, miếng đất của chúng ta tới rồi, tới rồi. Tạo xét bên đây đi. Rồi, để mình xuống mình review cho các bạn xem cho rõ hơn nha các bạn nha. Đây, đây các bạn, biệt thự này mình mới vừa nói ha. Đây, mình giờ mình ra đó là đường 696 cách tỉnh lộ 7 khoảng 200 m đó các bạn ha. Đây, vị trí lô đất từ cái cột nhỏ nè các bạn ha, từ cái cột nhỏ qua đụng cái hàng rào bên đây nè. Mình có xây tường hết rồi ha, hai bên tường đất có sẵn hết rồi ha, có xây móng gạch đó xuống tới dưới luôn các bạn ha. Đây, hai bên móng gạch ngang 7 m, sâu 27 mấy các bạn ha, đất cao bằng đường. À, đây các bạn ha, các bạn xem bên đây bên kia có móng ranh này, móng ranh này là của mình nha các bạn, mình xây ha, của cái lô đất 7 m này nè, đó ngang 7 ha, xuống tới sau cũng có trụ đàng hoàng nha các bạn, hai bên ha, có ranh trụ đàng hoàng hẳn hồi ha. Đó, ngang 7 m, sâu 27, thổ cư hết đất, quy hoạch khuôn cư hiện hữu nha các bạn, xây dựng tự do, nhà dân sát bên xung quanh rất đông ha. Rồi, xin mời các bạn tham khảo sổ của lô đất nha các bạn ha, mình zoom lớn lên cho các bạn xem ha các bạn. Đây, cái bản vẽ của lô đất đây, 5 m 17 cộng với 1 m 83 là 7 m, dài 27, cái đuôi là 5 m 15 cộng 1 m 95 là 7 m 1 các bạn ha, nở hậu luôn. Trên sổ ghi là đường đất, thực tế là ở ngoài là đường nhựa, mình có quay cho các bạn xem rồi nha các bạn ha, đường nhựa các bạn ha. Rồi, đường nhựa lộ giới mỗi bên là 6 m, từ tim đường thì là 12 m các bạn. Thửa đất là 602, tờ bản đồ số 23 thuộc xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích là 190 m² nha các bạn. 190 m², đất cây hàng năm khác. Đây, đây là mình chuyển mục đích từ đất cây hàng năm khác lên đất ở nông thôn, diện tích 184,1 m² nha các bạn. Còn lại khoảng mấy mét á, là còn lại là nó dính cái lộ giới nha các bạn, cái lộ giới cho nên mình không có lên được, mình không có lên hết được các bạn ha. Đấy, nó dính cái lộ giới, thấy không, dính xíu lộ giới đó. Quy hoạch khu dân cư hiện hữu nha các bạn, đây quy hoạch khu dân cư hiện hữu, quy hoạch khu dân cư hiện hữu nha các bạn nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ chủ kênh có thêm nhiều động lực quay thêm nhiều clip mới để gửi đến các bạn nha các bạn nha. Và chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo nha các bạn.